Cái này cái trung nu nha bạn, trung nu. Cái này dán thẳng được cái bộ tàn nó già dữ lắm rồi. Cái này cái chậu mình mới chủ trước người ta trồng cái chậu con nhỏ thì là nhỏ nha các bạn. Mình qua lại cái chậu lớn hơn tí xíu. Lớn chứ cũng không lớn, so với cái tàn cũng không lớn lắm. Trước cái chủ trước trồng cái chậu khá là nhỏ. Nhỏ quá. Ép vô chậu quá nhỏ. Vô là cái chậu bự. Vô là cái chậu bự hơn tí để sẵn nuôi cái dàn dăm này luôn. Cái tàn này mình mới ghi lại họ để cảm giác nó hơi nhóng nhóng lên chút, ghi lại tàn này có thể cũng ghi xuống nữa nè, tàn này cũng hơi nhóng nhóng rồi nè, nè. Chỉnh sửa lại chút xíu bộ xương dâm nó dài vậy lắm. Cái này bán thì gửi luôn chậu nha bạn, chậu này cũng mới trồng vô bạn. Chậu này mình cũng mới trồng vô thôi. Mình đo thử chiều cao coi. Nó 30, tàn ngang nó khoảng 46, 45, 46 đó. Cái gốc nó nhỏ, cái gốc này, cái này chắc khoảng 10 quá, 10, 13 gì quá. Một xíu. 14, 14, 15 à. Gốc là được 14, 15 rồi. Trung nu. Nó liền xẹo ráo rồi nè, xẹo ngọn còn tí xíu nữa đó, nó múm hết ráo rồi, bao vô ráo rồi. Giờ mình mới bấm lại tỉa sơ một số chét dư thừa tỉa bớt trung nu. Cái dàn xương dâm nó quá già luôn. Bộ tàng đẹp quá, bộ tàng nó cái thẳng mà được, bộ tàng nó già. Trung nu nha bạn.